Chào mọi người đã trở lại với video của mình. Ngay mới qua chỗ đầm thủy là được, ngay đấy chỗ đầm thủy là bị cẩm đấy, cũng chúng cái ngay qua đầm thủy được, cái ngay đấy được cháu đó đấy. Ngày đi thiền đi để dâu đó, mấy ngày đi bắt đầu từ ngày không giờ ngày đi là đầm thủy không khoảng 50 người đấy. Thì khỏe. Mấy ngày đi đừng nhá cái. Ngày đi bên đợi nhá cái giòn nó kêu gì đó. Sợ là sợ đập xuất xong rồi mà chưa ai đi là mày lù chứ. Đi đập xuất rồi. Ngang qua mua đô thì hoặc ngang em qua được rồi. Mọi người.